Xin chào các bạn. Thì bữa nay mình sẽ cho con sâu đầu đỏ mồi của mình nó thử đấu với mấy con khác. Rồi giờ mình đi qua có một con sâu khác ở phía bên này. Ha. Đây. Sâu mồi của mình này ha. Nó vậy chứ nó hơi nhát. Rồi, giờ mình sẽ đưa nó lại chung với con này để coi nó có đá không nha. Các bạn thấy sâu của mình như thế nào? Được không? Thì mình cũng có vài con sâu như vậy thôi. Các bạn thích thì tới giao lưu. Các bạn thấy sao? Hai con sâu của mình hót là tốt không? Mình quay sát lại luôn nè, mà hai con chim của mình vẫn hót đấu bình thường ha. Thank you.
Rồi thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại những video kế tiếp. Những ai đam mê thì hãy like, subscribe giúp mình nha. Rồi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại những video kế tiếp nha.